Yeah. Bọn mày có biết từ phương bất bại là gì? Check it, check it. Bạn nên mục đích đích thực để diss lưu anh chào đá bang. Distract để giết bị chết tụi mày nhìn nhìn là distract. Đến lúc Bác Hồ Chí Minh đi phải giải phóng miền Nam. Nhưng chúng đeo ấm đeo no thì địch mày phải có quyền than chứ. Nhạc tao có nhiều chó vô sửa sản tức là tức thành hầu. Nhưng mày không thấy được mày càng tức là tao càng thành công. Tao sẽ bắt đầu bằng cách giải thích về G.O.D. liền. Bọn tao chơi chung vì đam mê rap không phân chia vùng miền. Như lũ kỳ thị chúng mày suốt ngày hết North lại Southside. Xem lộn nên coi trong tương lai tụi mày đúng hay tao sai. Tao sai thì con đĩ mẹ mày sinh mày ra là đúng chắc. Mày được sinh ra chỉ vì bao vỡ tai nạn đừng thắc mắc nha. À, trước khi sổ về Southside King ấy là cái tên thầy. Chú cố tình đặt cái tên này chỉ để ngồi lên đầu mày. Mày sổ là tên của SSK tự đặt và tự phong. Vậy người miền Nam chết mẹ hết rồi hay sao mà để mày tự phong chứ. Đăng ký tên miền South Mid Northside sống trong thế giới ảo. Xưng hùng xưng bá ok tụi mày làm chùm thế mới não. Tao đáng quan tâm với mày nhạc tao có nổi hay không là vì mạng tao đã sống ở ngoài đời chứ không phải ở trên mạng đâu mấy thằng ngông nha. Mặt xác mày chơi với tao vì cần fame hay cần bàn đạp. Nâng đỡ mày lên chỉ càng sướng khi mặt mày tao càng đạp. Xuất phát từ chúa nhưng chỉ có chất chó là đám G-man. Thương đụng tao bằng tiếng Anh đi AC với quay nè G-man. Đã đỡ vài câu nhưng chắc cu cậu cây cú nên diss chúa. Nhưng diss bằng 9 phần câu và flow của chậm thì quá lúa. Thử xem và so sánh flow hồi trước của mày với bây giờ. Sao ai cũng nói y chang VD vậy hả con cày dơ. Biết trước thế nào mày cũng cắn lén nên ông đâu có trọng dụng. Mà tao có đối xử đéo hết mình với mày á thì bây giờ cũng đủ hiểu rồi ha. Còn vụ mày hàng xin rút khỏi Ghost vì mày sợ thám tử. Và còn giữ nguyên đoạn chat này cần hốt xong thằng nghịch tử. Chính cái mạng chó mày biết sao sai khiến đéo ngán thằng nào. Không phải thằng mày đéo đủ trình để bắt đầu tao đó. Cứ việc mà động não thì mấy anh SG á vậy tao chỉ dùng để đá ảnh. Còn đồ chơi sảnh hả đủ mẹ mày vậy tao là thùng quá sảnh. Coi banner web mày kìa ghi là phát Lily. Mấy cái phát nghĩa tài gì á thì lên Google mà tra cái con mẹ mày đi. Mày lên mục đích đích thực để diss lưu anh chào đá bang. Distract để giết bitch ass tụi mày nhìn nhìn là distract. Tao chỉ cần đập một track là sập nguyên cái sự nghiệp của mày. Tao khiến mày suy sụp nặng mà phần đau cần động chân động tay. Bạn là chính xác để diss những thằng ngu đua đòi hát rap. Sit back distract để giết bitch ass nhìn nhìn là hit track. Mày nên làm sao đầy đủ nó không có nhắc đến cậu giới. Mày thật là gấu chó hùng hổ cũng có hoa mẫu đơn. Tắt nhạc, tắt nhạc ngay. Cái đậu má có ai ngu đến nỗi mực nhạc thu quắc tụi mày thì mới tắt được cái chứ con cày. Cũng khen chú Khuyển Thanh Liêm cuối cùng cũng đã biết học phần đôi. Giả sử mày đã muốn học khi tao cũng muốn dạy á thì bây giờ mày tốt rồi. Nói chứ cái tiếp phải nhắc chị Nơ aka Bờ Cờ Sờ. Bờ Cờ Sờ không phải bọn cộng sản đâu nha mà là bao cao sơn, là thứ tụi mày nên biết mang. Biết mang nếu không muốn như thám tử phá thai nên đi nhấn cầu rồi lại tiếc than. Mà nói đến chữa hoang thì chắc phải nhắc đến Chris Phan. Vì Súc Sơn chỉ là một trong quá nhiều thằng danh lợi mà Chris Phan. Mà chuyện gì trên đời cậu Sơn cũng đổ cho VD được sao. Vậy mà mốt con đĩ của mày có chữ hoang thì cũng đừng quên mang qua Úc bắt đền tao. Nói đi nói lại cậu Sơn vẫn xạo lòng như là ok. Cái biết nghe ảo đừng bảo nghe ít rồi nói ta kêu đấy. Một mình thám tử lôi tao ra làm bi trắng đã đủ rồi. Bao nhiêu nợ nần rách việc với tao khỏi hỏi cũng biết anh là chủ thôi. Kéo hai con chó đi đánh thằng Nai bao biện là dạy nó. Vậy tao đập thẳng vô mặt thám tử cũng là tao dạy chó. Nó thấy máu VD trên tay mình hay lạ đúng là xạo lòng. Mày năng nỉ hai cái thằng hết thời cái chém tao giùm mày á. Sao mày không đem cãi ra luôn đi. Sao flow của tao cho đến sự thật na rất thích xào trộn. Mà mày xào tới xào lui một hồi hóa ra mày xào lộn. Tao có việc làm mụ nội thằng nào nói tao ăn trợ cấp. Tao trợ cấp gấp cho một quả đấm vào mồm mày á thằng xúc vật. Mức lương của tao á dư sức mà cho cần đầu là. Muốn cương với tao á tao chắc mày lẫn bọn lầu là. Đủ má cái thằng đàn ông mình lại cứ thích mang tên na. Mày ngu cỡ thằng anh họ Bùi gương mặt đại diện Playboy ha. Ủa tao nhớ công nương Diana là đã chết ở trong cái con đường hầm. Sao giờ này cậu ở đây léo nhéo là mày may mắn cái lồn gì vậy con hầm. Boss này nói thẳng là tặng chọn riêng cho thằng Lóc Chóc Sơn. Nội công nội trong 6 câu kế tiếp sẽ cho mày chóc sơn. Mày dư mày lãi mày sư mày xải thì thật là vải sơn. Mày xúc mày sinh mày đúc mày khinh ta đúng là sàn sơn. Thôi thì cứ nói như vậy cho dễ hiểu nha cậu Sơn. Cứ thấy mặt chó mày đâu là bố xé đó làm lẩu sơn. Đã bao nhiêu lần chấm đã nương tay chỉ chấm hết sơn. Nếu đều quá thì hôm nay chấm sẽ phải chấm hết sơn. Chúng tôi ta sống nếu mà chống tao sẽ tử hình. Mẹ mấy thằng kẻ đã dân
chiến nên gạch chữ tình. Nhưng tao phải qua Úc mà vô cùng tao sống. Nếu có người già đi đến nhưng để con mày hay tao sống. Tao khích có mục đích thì tao diss tao có phong. Tao rap việc cứ bay như chó thì tao diss tất cả song song. Các anh ấy rất đỉnh, đỉnh tự nhiên, đỉnh vô khoa học. Cứ mỗi lần vì đi ra nhạc thì lũ cậu qua vô học. Đồng gian sạch lòng gì đó coi chừng mạng chó nhà mày. Tao như hết con chó sống đến tư dương bạo lực hạ cày. Một quyết định hết sức ngu xuẩn của một bọn quá khích. Tụi mày thật sự phản hay đặc não thì cứ nghe tao phân tích. Hai con chó đó có phong cách rap thật khổ báo. Rồi về giang hồ nhưng quan người già trẻ em thì thật sộn lào. Cách chơi phần khác thì rõ ràng học lắm từ tao. Còn lyric thì chuyện tao làm thì các đích đã thấy toàn là ba xạo. Những chuyện mày làm hả bên nhà không ngon mà kể ra đi. Một mình cái thằng salon cái thấy thì qua làm con mẹ gì. Chả phải hai chú quỷ này đang tự sướng đó sao. Chẳng có phần con cầu chi đéo có thấy được phương hướng nào. Nội dung xàm cắt một cái đầu tư máy quay xịn. Mà người Việt Nam thì đa số thích màu mè và phong cách xì tin. Biết cái đéo gì về cái clip hay nó đang nói điều gì. Chỉ thấy chút chân đừng là cứ bò lăn ra lại lục rên rỉ. Nhận xét từ một người có kiến thức về hip hop thì ngoài đầu tư chất lượng clip ra thật là đéo có gì. Từ nội dung đến cách trình bày của tụi mày thật trống rỗng. Phong cách văn hòa thương sinh tụng nào cho thấy tụi mày lông bông. Có gì ngoài những lời rap hổ báo thách thức xàm lời. Để chịu học hỏi lịch sử hip hop kiến thức thì lơ tơ mơ. Giờ vẫn thì có đó nhưng cũng toàn là học ló mà ra. Chắc đầu gấu salon của mày có cũng từ trong xóm mà ra. Nói như lũ chó ngu đông khe viết ra các bài bình luận này. Bố mày bỏ tí tiền để sẽ có các clip còn đẹp gấp cả trăm lần đấy. Để bố dạy cho các con sáng óc sáng. Nghệ thuật mở quà không quan trọng cái hộp và giấy gói đâu nhóc. Quan trọng là món quà bên trong quá chú ngon. Chả trách đi rác vì bây giờ toàn là chú ngon. Trong khu mày sống nếu ta chống mày sẽ bê đế. Gồng đéo lại rồng nên mày ôm tao thấy ghê ghê. Bài này làm sao đầy đủ nó không có nhắc đến thím hưng. Tính thật thông thùng tao thấy thím thối thì tao thấy thằng thừng. Vâng kế bố sẽ dành tặng HUNG sắc hướng tình. Ngông cuồng thích đủ cứ thử chạm đi bố cho mày đến hình. Nhạc của bọn mày vĩnh viễn vẫn vô vàn những điều vớ vẩn. Nhưng làm ra vàng mà cứ ta làm là cờ thật yeah. Cảm nhận rách Việt thì tao đã có viết lên nhiều bài đó. Càng tiếp xúc với bọn mày tao càng thấy yêu thêm loài chó. Vì thím hưng suốt ngày đòi làm cây với trả lá thù. Chờ người khác trong khi đéo nhận ra thím mới là lá thù. Còn con chó nào muốn sủa là sao sai King làm nhạc lâu. Nên biết tao phải đi làm chứ đâu có lười như mày đâu. Đơn giản là ai cũng biết nhạc mình sẽ hay nếu đầu tư kỹ. Vì ấy thì tao vẫn thích banh màu mà fuck vào đầu như đi. Đàn ông con trai đang bàn bạc đại sự với cả nhau. Tự nhiên ở đâu chưa ra một con đĩ ngựa mà xen vào. Ủa lộn, đâu phải là đàn ông đang bàn đại sự với nhau. Chỉ có một người đàn ông là tao thím hưng cũng là đàn bà mới đau. Kế tiếp bố khạc đàm vĩnh viễn vào mặt hưng. Đút đít PA xong bố lại rút ra đái vô mặt hưng. Con ngựa bà ấy biết xón phân thì còn lại đi hơn bà. Vằn to vằn bé như X đi việc thì nghe sẽ kỹ hơn mà. Chú X ơi, có phải chú đi chợ đường xa mua mắm mua muối về để dỗ cái thằng cha chú à. Cứ 10 thằng sủa thì chỉ một thằng biết nghe nhạc rap. Thời đại tiến bộ người ta wireless mày thì còn đang dây cáp. Thả fan tao ít nhưng ít ra là fan tao chọn lòng. Còn fan bợ đít và fan con nít thím hưng có cả bóng. Lần trước hưng bại dưới tay bố nên tuyên bố nghỉ rap. Lần này mà bày trò khác ấy chắc thím mình đòi tự sát. Mày có ít mau thì mặt mày vẫn không chống được acid. Khi battle VD thì mày nghẹn và ói như B-Rabbit. Vì khi tao diss hào quang tỏa sáng như Phật tổ Như Lai. Trong mặt ông cày với cày thứ thiệt thì cũng hình Như Lai. Đáng lẽ ta không khinh thím hưng đến cỡ này đâu. Nhưng mày cứ đòi nghỉ rap lại bác thì bố hắc thu vào đầu. Ta đéo quan tâm lũ chó cứ cường cường thất bại. Thành công thì VD vẫn mãi mãi là tứ phương bất bại. Tự kỷ mẹ rồi. Tự kỷ chứ. Tịt mẹ. Sao mình rap hay thế nhỉ? Mình rap. Mình là rapper. Không phải rap mà là rapper. Rapper đấy.